một căn nhà hai mặt tiền 130m2, hiện hữu trên một trục đường kinh doanh cực kỳ sung, gần chợ, gần trường học cấp 1, trường cấp 2 và trường cấp 3, đặc biệt đối diện trường mầm non. Ngoài ra, vị trí nơi đây còn gần với đường quốc lộ 1A, trục đường Phạm Văn Đồng, cầu vượt Linh Xuân và khu công nghiệp chế xuất Linh Trung. Và ngay lúc này thì bà Hoàng đang có mặt trên một trục đường thuộc khu dân cư Êm Đềm, trục đường nối thông với đường số 8 làng Đại học và nối thông với khu chế xuất Linh Trung, quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Với vị trí kinh doanh cực đẹp, trục đường lớn, vị trí góc hai mặt tiền, thiết kế một trệt hai tầng lầu 130m2. Với trục đường lớn, đường thông đường chính nối thông với khu công nghiệp và khu trường học làng Đại học cũng như là khu dân cư đông đúc thuộc phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Ngay ngã ba quốc lộ 1A, quốc lộ 1K và trục đường Phạm Văn Đồng nối thông, vị trí kinh doanh cực đẹp. Và nơi đây thì kinh doanh được rất là nhiều ngành nghề, đặc biệt là các ngành nghề dịch vụ như là nhà hàng và trung tâm thẩm mỹ viện hay là trung tâm Anh ngữ thì rất là phù hợp. Còn phía trước màn hình quý vị đang xem đó là căn góc hai mặt tiền, vị trí kinh doanh cực kỳ đẹp với thiết kế một trệt một lầu. Và hiện tại thì căn góc này ngân hàng đang cho vay là 10 tỷ và giá chủ mong muốn bán là 11 tỷ. Một mức giá rất là mềm để cô chú chị mình có thể mua đầu tư hoặc trực tiếp kinh doanh. Và nếu cho thuê thì căn nhà này có giá cho thuê khoảng tầm 40 đến 50 triệu một tháng cho một căn góc hai mặt tiền vị trí đẹp thế này. Còn đối diện là ngôi trường mầm non Hoa Đào. Còn bên tay trái thì sẽ về lại với đường số 8, đường số 6, khu làng Đại học Thủ Đức. Còn nếu rẽ phải thì chúng ta sẽ ra lại với trục đường quốc lộ 1A, cổng khu công nghiệp chế xuất Linh Trung và ngã tư trục đường Phạm Văn Đồng, đường quốc lộ 1A và quốc lộ 1K. Với vị trí này thì cực kỳ trung tâm, buôn bán kinh doanh rất là thuận tiện và cũng rất là gần với các thành phố lớn ở trong khu vực như thành phố Thuận An, thành phố Dị An, Biên Hòa, thành phố Thủ Đức, ngay vị trí trung tâm ngã tư 4 thành phố lớn. Và video buổi sáng hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa thì Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý anh chị mình đã dành thời gian xem video. Đừng quên follow kênh, bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận bên dưới video. Và một lần nữa thì Bảo Hoàng cũng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.